Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 140. A, cứu ta, mau cứu ta. Ông già tóc bạc bị vô căn chi hỏa nuốt chửng, điên cuồng vùng vẫy. Lò đan màu đỏ trong tay ông ta rung lên, muốn hút vô căn chi hỏa vào. Khoảnh khắc tiếp xúc với vô căn chi hỏa, lò đan màu đỏ phát ra một tiếng thét chói tai, bay về phía xa. Vút, muốn chạy à, nằm mơ đi. Diệp Bắc Minh hét lớn, tiểu tháp, giao cho ông đấy. Tháp càn khôn chấn ngục lao ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh, đuổi theo lò đan màu đỏ, năng lượng hỗn độn bao trùm. Nuốt chứng lò đan màu đỏ. Đây, ba người còn lại ra đầu tê dại, mau ra tay cứu người đi. Ba người rất quả quyết hướng về phía ông già đang bị vô căn chi hỏa nuốt chửng. Diệp Bắc Minh cầm thanh càn khôn chấn ngục kiếm trong tay, tiến lên một bước chặn phía trước, còn muốn cứu người. Suy nghĩ xem các người có thể sống sót hay không. Một kiếm chém xuống, kiếm khí khổng lồ đè bẹp xuống. Rút, ba người biến sắc, điên cuồng lùi về phía sau. Bang, một tiếng, không gian xung quanh bị hủy diệt, một vùng đất rộng lớn dưới chân biến mất. Ở đó xuất hiện một vết nứt sâu mấy chục nghìn mét, rộng hàng trăm dặm. Ôi mẹ ơi! Các tu võ giả đang theo dõi trận chiến từ xa đều sợ hãi đến mức nằm rạp xuống đất. Nếu nhát kiếm này rơi vào người bọn họ, đến tư cách biến thành xương máu bọn họ cũng không có, mà sẽ biến thành hư vô ngay tại chỗ. Dư âm của kiếm khí đã đánh bật người phụ nữ mặc đạo bào, người đàn ông trung niên đội vương miện vàng tím và người thanh niên bay ra xa. Rơi xuống cách đó hàng ngàn mét. Diệp Bắc Minh quay người liếc nhìn ông già bị vô căn chỉ hỏa nuốt chứng, đại đế chuyển thế. Ngươi không cần chuyển thế nữa, lên đường đi. Năm ngón tay nắm lại, vô căn chỉ hỏa lập tức thu hẹp lại. A, Diệp Bắc Minh, ngươi lại dám giết chết một đại đế chuyển thế, ngươi không sợ phải chịu nhân quả của ông trời sao? Vô căn chi hỏa nhanh chóng thu hẹp lại, ông già thật sự sợ hãi rồi. Nhân quả, là cái khỉ gì chứ? Diệp Bắc Minh trả lời, cho dù có ngàn vạn nhân quả, một mình ta cũng có thể nhận hết. Còn ngươi, hủy diệt hoàn toàn cho tan. Bas, vô căn chi hỏa đốt cháy hoàn toàn. Đừng mài ta không muốn chết, cầu xin ngươi, ta thực sự không muốn chết. Ta phải sống, ta phải trường sinh. Trường sinh, trong 1 tỷ người mới có 1 người có thể tiến vào cảnh giới tế đạo. Trong 1 triệu cảnh giới tế đạo mới có 1 người có thể tiến vào tế đạo chi thượng. Trong 1 triệu tế đạo chi thượng, có lẽ mới có 1 người có thể trở thành đại đế. Không dễ dàng gì mới tiến được vào cảnh giới tế đạo, được hàng tỷ người sùng bái. Ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng. Thật sự muốn chết như này sao? Không cam tâm. Ông ta thật sự không cam tâm. Ý thức dần dần mơ hồ, đợi đến khi thân ảnh của ông già hoàn toàn biến mất, thần hồn bị hủy diệt. Ở chỗ đó chỉ còn lại một đạo ánh sáng nhàn nhạt. Đây là cái gì? Diệp Bắc Minh nghỉ hoặc. Trong nghĩa địa hỗn độn vang lên một giọng nói kích động, tiểu tử, đây chính là căn nguyên của đại đế. Đồ tốt đấy, mau thu lại đi. Căn nguyên của đại đế. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, thu vào trong nhẫn không gian. Người phụ nữ mặc đạo bào, người đàn ông đội vương miện vàng tím, người thanh niên nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, đáng chết. Huyền Nguyệt Đại Đế hoàn toàn chết rồi sao? Chúng ta tuyệt đối không thể đi theo vết xe đổ của ông ta, đừng do dự nữa. Trực tiếp liều chết một trận đi, đôi mắt người đàn ông đội vương miện vàng tím như sắp nổ tung. Người thanh niên dậm chân, phun một ngụm máu vào thanh kiếm màu xanh, Diệp Bắc Minh, người có thể ép thương giả Đại Đế ta đến mức độ này, đã đủ tự hào rồi. Phút, Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, thi triển thuật hư không và thúc địa thành thốn. Dày hồi lực trực tiếp đạp lên mặt người thanh niên. Người thanh niên bay ra, mũi anh ta nổ tung, máu tuôn ra. Diệp Bắc Minh tiến thêm một bước đuổi theo, dùng sức giã ấm xuống, thương dạ đại đế. Là loại thực lực này sao? Ngươi dám, người thanh niên gầm lên vô cùng nhục nhã. Diệp Bắc Minh hoàn toàn không quen, dùng chân thứ hai đạp xuống, kiếp trước là đại đế, kiếp này vẫn còn coi mình là đại đế sao? Quy phục cho ta. Bang, bang, bang. Hết cú đá này đến cú đá khác giáng xuống. Người thiếu niên tóc dài rối bù, gầm lên cực kỳ điên cuồng, dùng đủ loại thủ đoạn. Thanh kiếm màu xanh trong tay anh ta mở ra hợp lại, điên cuồng chém về phía Diệp Bắc Minh. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để nghiền nát cảnh giới tế đạo cấp 9. Diệp Bắc Minh lợi dụng sự bùng phát của tháp càn khôn chấn ngục, tạm thời nâng cảnh giới của mình lên cảnh giới tế đạo cấp 1, với đặc tính của hỗn độn thể, có thể so với tế đạo chỉ thượng cấp 1. Cùng lúc đó, với sự hỗ trợ của tháp càn khôn chấn ngục, e là đã đến tế đạo chỉ thượng cấp 3 rồi. Diệp Bắc Minh căn bản không hề sợ hãi. A,
Người thanh niên hét lên thảm thiết, anh ta hoàn toàn bị trấn áp và đánh đập. Sau một tiếng kêu không cam tâm, đã bị một kiếm của Diệp Bắc Minh chém bay đầu, một đạp nổ tung. Đại đế chuyển thế, ta đã giết hai người rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Lấy đi căn nguyên đại đế của người thanh niên, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc đạo bào và người đàn ông đội vương miện vàng tím. Giết! Hai người sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ có cảm giác này. Người này thật quá đáng sợ. Diệp Bắc Minh, chúng ta có thể hợp tác. Chúng ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi về cái chết của Huyền Nguyệt Đại Đế và Thương Dạ Đại Đế. Người phụ nữ mặc đạo bào vừa mở miệng nói. Diệp Bắc Minh hét lên, đồ thối tha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn không truy cứu trách nhiệm của ta. Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi. Xông lên, thuật hư không và thúc địa thành thốn hỗ trợ. Trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt người phụ nữ mặc đạo bào. Thanh càn khôn chấn ngục kiếm chém xuống đầu người phụ nữ mặc đạo bào. Ngươi! Đồng tử của người phụ nữ mặc đạo bào co rút lại. Dùng bình tẩy bát ngọc trong tay để chống đỡ. Rắc rắc, một âm thanh rõ nét vang lên. Bất hủ đế kim không hổ là kim loại có lực tấn công mạnh nhất trên thế giới, trên bình tẩy bạch ngọc lại xuất hiện một vết nứt. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Người đàn ông đội vương miện vàng tím tìm được cơ hội, lập tức đến gần. Một đại ấn đang ép về phía Diệp Bắc Minh, tràn đầy đế uy, muốn nghiền nát hắn thành xương máu. Khóe miệng Diệp Bắc Minh hiện lên một nụ cười quái dị, đạo đài luân hồi, ra đây. Quỳnh, hắn dậm chân một cái, một đạo đài luân hồi khổng lồ xuất hiện. Sắc mặt của người đàn ông đội vương miện vàng tím và người phụ nữ. Mặc đạo bào biến đổi điên cuồng, ngươi lại tu luyện pháp tắc luân hồi. Ngươi, chảm. Hắn cùng lúc sử dụng thuật hư không và pháp tắc luân hồi. Diệp Bắc Minh cùng lúc chém ra năm nhát kiếm. Năm nhát kiếm hợp lại thành một. Rắc rắc, một tiếng. Đế ấn trong tay người đàn ông đội vương miện vàng tím nổ tung, cánh tay ông ta hóa thành xương máu, trên ngực là một mớ hỗn độn đẫm máu. Cùng lúc đó, thanh càn khôn chấn ngục kiếm quét qua. Đừng mài. Sâu trong đôi mắt của người đàn ông đội vương miện vàng tím phản chiếu thanh càn khôn chấn ngục kiếm, co rúm lại. Phụt. Một cái đầu bay lên không trung, nổi. Diệp Bắc Minh búng ngón tay. Một con huyết long hỗn độn bay ra từ đầu ngón tay, đánh chính xác vào đầu người đàn ông đội vương miện vàng tím, nổ tung tại chỗ. Chỉ còn lại một căn nguyên đại đế ở chỗ đó. Người phụ nữ mặc đạo bào sợ hãi đến mức tái mét mặt. Diệp Bắc Minh, ngươi muốn biết cái gì? Ta có thể nói toàn bộ cho ngươi biết. Ta thậm chí có thể dâng cả hai tay căn nguyên đại đế cho ngươi. Chỉ cầu xin ngươi tha mạng cho ta. Vừa nói, người phụ nữ mặc đạo bào nâng căn nguyên đại đế trong tay, trực tiếp quỳ xuống. Ta là một nữ đế, để nữ đế làm thị nữ, người hầu của ngài, ngày đêm hầu hạ ngài. Trên đời này, chỉ có một mình đại nhân ngài có can đảm này. Diệp Bắc Minh cười nói, xin lỗi. Ta không có chút hứng thú nào với cuộc chiến bách đế của các ngươi. Nữ đế, cũng chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Một kiếm quét qua. Vô cùng dứt khoát. Đầu của người phụ nữ mặc đạo bào lăn sang một bên. Cô ta mở miệng hét lên, muốn phản kháng. Diệp Bắc Minh tiến lên phía trước, dày hồi lực đạp mạnh xuống. Nổ tung. Cái đầu nổ tung. Bốn đại đế chuyển thế đều đã chết rồi sao? Toàn hiện trường đều bị sốc. Hàng vạn tu võ giả có mặt đều kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, mắt gần như muốn nổ tung. Bọn họ thật sự là đại đế chuyển thế sao? Yếu quá rồi nhỉ, không phải đại đế chuyển thế yếu, mà là Diệp công tử quá mạnh. Diệp Bắc Minh, vô địch, một số thanh niên nam nữ cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Audio điện tử võ tấn bền. Sau khi nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Diệp Bắc Minh, đạo tâm của họ đã bị tổn thương. Như thể nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ mà cả đời này họ không thể vượt qua được. Dưới ánh mắt của hàng vạn người, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, căn nguyên nữ đế rơi vào tay hẳn, cất vào trong nhẫn chứa vật. Tiểu tháp, còn có hai binh khí đại đế bán thành phẩm, nuốt hết cho tôi. Diệp Bắc Minh ném thanh kiếm màu xanh và bình tẩy bạch ngọc ra. Tháp càn khôn chấn ngục thu lại tất cả. Sau khi thu chúng vào trong tháp càn khôn chấn ngục, lơ lửng phía trên cổng truyền tống. Diệp Bắc Minh thu hồi ánh mắt. Nhảy lên không trung, một bước đi tới bên cạnh Diệp Quỳnh. Chết tiệt, toàn thân đều là máu. Đan điền và kinh mạch đều bị đứt gãy, thân thể bị tra tấn không còn hình người nữa, thần hồn cực kỳ hỗn loạn. Diệp công tử, Diệp cô nương thế nào rồi? Trần Vũ Nhu chạy tới, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hoàn toàn kích động. Diệp Bắc Minh cau mày, vẫn có thể cứu được, nhưng cực kỳ phiền phức. Thanh càn khôn chấn ngục kiếm cứa vào lòng bàn tay hắn,
máu hỗn độn chảy ra, nhỏ vào người Diệp Quỳnh. Hắn lấy ra một căn nguyên đại đế, lấy ra khoảng 1/5, đưa vào trong cơ thể Diệp Quỳnh. Trong giây lát, vết thương của Diệp Quỳnh đã hồi phục nhanh chóng. Ngoại trừ việc cô vẫn đang hôn mê, khí tức của cô đã ổn định rồi. Đây là căn nguyên của đại đế, Diệp công tử, cậu cứ lãng phí như vậy sao? Trần Vũ Nhu vô cùng ngưỡng mộ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không giải thích. Đột nhiên, hắn nheo mắt lại, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đám đông tu võ giả rầm rầm tiến đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp công tử, chúng tôi muốn rời khỏi vô căn chỉ địa, xin hãy nhường đường, có được không? Đúng vậy, Diệp công tử, lúc trước chúng tôi bị 4 người kia ngăn cản, không thể rời khỏi vô căn chỉ địa. Anh giết được bọn họ, thật sự quá tốt rồi, chúng tôi có thể rời khỏi đây rồi. Mọi người đều đang cười, rõ ràng là đã thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi cho rằng ta sẽ thả các ngươi rời đi sao? Diệp Bắc Minh nhìn đám đông. Anh! Hàng vạn người có mặt đồng thời sửng sốt, vô thức lùi lại vài bước. Diệp công tử, anh đừng đùa nữa. Có người cười lớn. Còn có một số người cau mày. Diệp công tử, chúng tôi đều là người của các tông môn hàng đầu, còn có người của đế huyết chủng tộc. Anh không thả chúng tôi rời khỏi đây e là sẽ gặp rắc rối đấy. Các ngươi uy hiếp ta sao? Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, hét lớn, ta đã cho các ngươi mặt mũi rồi đúng không? Soạt, thanh càn khôn chấn ngục kiếm trực tiếp quét qua, mấy người uy hiếp hắn biến thành xương máu ngay tại chỗ. Những người còn lại sợ hãi tái mét mặt và không ngừng lùi lại, Diệp. Công tử, chúng tôi biết mình sai rồi. Diệp công tử, chúng tôi không có ác ý. Hay cho câu không có ác ý. Diệp Bắc Minh cười nói, nhiều người như vậy tìm tung tích của ta ở trong vô căn chi địa. Truy sát Diệp Quỳnh, truy sát những người có liên quan đến ta, coi như ta không nhớ đúng không? Ta thấy tất cả các ngươi đều nên bỏ mạng tại vô căn chỉ địa này đi. Lắc đầu, lao thẳng vào đám đông và giết. Nửa giờ sau, toàn bộ vô căn chỉ địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một sự im lặng chết chóc. Trên mặt đất máu chảy thành sông, giống như luyện ngục nhân gian vậy. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến trước mặt Trần Vũ Nhu, Trần cô nương, chuyện xảy ra ở đây. Còn chưa nói xong, Trần Vũ Nhu đã gật đầu với đôi mắt đỏ ngầu, Diệp công tử, giết hay lắm. Những người này đều là súc sinh, cậu yên tâm. Tôi sẽ không tiết lộ một lời nào. Diệp Bắc Minh gật đầu, hắn ngẩng đầu liếc nhìn tháp càn khôn chấn ngục, vẫn đang hấp thu. Ngồi xuống khoanh chân. Cùng lúc đó, bên trong một thần điện nguy nga, 3 người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tấm gương đồng. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt Diệp Bắc Minh. Tiểu tử này thật tàn nhẫn, lại thực sự đã giết tất cả mọi người. Một người phụ nữ trong số đó nói với giọng điệu không hề dao động. Giao Trì nhàn nhạt nói, hắn đã thu được có được căn nguyên của 4 đại đế chuyển thế, một khi hắn hấp thu nó. Cảnh giới, thực lực, thiên phú đều sẽ tăng lên một tầm cao mới. Chị thực sự muốn tước bỏ tư cách người được chọn của hắn à? Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Ta đã bao giờ hối hận về lời nói của mình chưa? Giao Hy cau mày, nhưng thiên phú của hắn thực sự rất mạnh. E là trong nhóm người được chọn đó, cũng có thể xếp vào 10 người đứng đầu chứ. Câm miệng. Người phụ nữ hét lên, đây chính là lý do khiến hai người cùng lúc thất thân với hắn không? Khuôn mặt xinh đẹp của Giao Trì và Giao Hy hơi đỏ lên. Euro ó chút xấu hổi khu khụ. Chị, tình hình lúc đó rất nguy cấp. Ta vẫn luôn âm thầm quan sát, có thể có nguy cấp sao? Nếu có bất cứ ai trong hai người mở miệng, ta đều có thể lập tức giết chết hắn. Người phụ nữ tức giận. Hai người lập tức đến thần hồ cho ta, hồi phục cơ thể đi. Nếu để thiên phụ biết chuyện này thì đừng nói là tiểu tử đó. Toàn bộ nguyên thủy chân giới đều sẽ biến mất. 3 giờ sau, keng. Trong tháp càn khôn chấn ngục bùng phát một sức mạnh vô cùng lớn, gần như bao trùm toàn bộ vô căn chỉ địa. Diệp Quỳnh đã tỉnh lại. Cùng với Trần Vũ Nhu, hai người kinh hãi há hốc miệng. Kinh ngạc nhìn mọi thứ, đế uy. Đây là đế uy thực sự. Minh khí đại đế, thành công rồi sao? Ha 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 hai. Tháp càn khôn chấn ngục dung chuyển dữ dội, điên cuồng cười hưng phấn, tiểu tử. Bổn tháp thành công rồi. Thành công rồi, ha 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 ha. Minh khí đại đế, nuốt chừng sức mạnh của 2 binh khí đại đế hoàn chỉnh, cộng với 3 binh khí đại đế bán thành phẩm. Tháp gia ta thành công rồi. Diệp Bắc Minh mở mắt. Lộ ra một nụ cười. Tiểu tháp, chúc mừng. Tháp càn khôn chấn ngục cười, tiểu tử, vui chung. Có bổn tháp ở đây, cậu sẽ không bao giờ bị những binh khí đại đế khác uy hiếp nữa. Diệp Bắc Minh gật đầu, tiểu tháp, bây giờ hộ pháp cho tôi. Hắn chuẩn bị núi chừng căn nguyên của đại đế được. Tháp càn khôn chấn ngục không nói thêm,
đế uy bùng phát, bao trùm trên đầu Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, trong nghĩa địa hỗn độn vang lên giọng nói của Tàng Kiếm lão nhân. Túc chủ, cậu đừng vội, bây giờ cậu nuốt chửng căn nguyên của đại đế, thật quá lãng phí. Chờ một chút, ôm. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Tàng Kiếm lão nhân nói, khi thăng cấp, nuốt chửng căn nguyên của đại đế sẽ có tác dụng thần kỳ. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, từ bỏ việc hấp thu căn nguyên của đại đế. Nhìn về phía Diệp Quỳnh và Trần Vũ Nhu, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Ba người cùng bước lên, tiến vào cổng truyền tống. Cùng lúc đó, trên bầu trời phía trên quảng trường vô căn, vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào cổng truyền tống đang dao động. Một tia sáng trắng. Ba nhân vật đáp xuống trung tâm trận pháp. Chính là Diệp Bắc Minh, Diệp Quỳnh và Trần Vũ Nhu. Quỳnh, cổng truyền tống đến vô căn chi địa đã hoàn toàn đóng lại. Mọi người sửng sốt, chỉ có ba người đi ra, những người khác đâu? Một giây tiếp theo, Tiêu Hùng lao tới, khí tức cảnh giới tế đạo cấp 9 đè ép xuống, tiểu tử, sao chỉ có ba người các ngươi đi ra, ba? Vô lượng thước của nhà họ Tiêu rốt cục thế nào rồi? Hoàng kim đế thể của nhà họ Tiêu tại sao lại tinh thần bất thường? Trong vô căn chỉ địa rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nói, Diệp Bắc Minh cười lanh, ông đang nói chuyện với tôi à? Vừa nói xong, toàn trường chấn động. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Kể cả Diệp Thí Thiên và các thành viên nhà họ Diệp cũng ngẩn ra, tình huống gì đây? Minh Nhi cứng vậy từ khi nào vậy? Tiêu Hùng sửng sốt, giây tiếp theo, khuôn mặt già sa sầm lại, trong mắt đầy hung quang. Chỉ có Diệp Quỳnh và Trần Vũ Nhu mới biết thực lực của Diệp Bắc Minh đáng sợ cỡ nào. Thằng nhãi kia, cậu nói chuyện với tôi như thế à? Tiêu Hùng hung dữ liếc xéo Diệp Bắc Minh một cái. Rồi quay đầu nhìn Diệp Thí Thiên, Diệp Thí Thiên, đây chính là vãn bối của nhà họ Diệp ông à. Được, được lắm. Nhà họ Diệp ông không quản được người, vậy Tiêu Hùng tôi sẽ dạy dỗ cậu ta hộ ông. Để thằng nhóc này biết, thế nào là kính giả yêu trẻ. Thế nào là tôn tỷ trật tự. Thế nào là, cảnh giới tế đạo, tầng 9, đỉnh phong. Nói xong, Tiêu Hùng trực tiếp ra tay, khí thế như cầu vồng xuyên qua mặt trời, cực kỳ hung tàn lao về phía Diệp Bắc Minh. Mặt Diệp Thí Thiên biến sắc, đang định ra tay ngăn cản. Bên tai đã vang lên truyền âm của Diệp Bắc Minh, lão tổ, người không cần ra tay đâu. Cái gì, trong lúc Diệp Thí Thiên ngẩn người. Tiêu Hùng đã lao đến trước mặt Diệp Bắc Minh, rồi giơ tay nhằm tát Diệp Bắc Minh, cho dù là hỗn độn đế thể thì cũng không chịu nổi cái tát này của Tiêu Hùng. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Diệp Bắc Minh sẽ bị tát bay. Bụp, một âm thanh trầm muộn vang lên. Cái tay đó của Tiêu Hùng đã bị bắt lại. Sao có thể chứ? Mọi người đang có mặt ở hiện trường trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn cảnh này. Kể cả Tiêu Hùng, cơn giận của ông ta cũng bay một nửa rồi, ông ta kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cậu. Chuyện gì thế này, sức mạnh này? Diệp Bắc Minh cười lạnh một cái, sau đó đánh luôn một quyền. Bùm! Hung hăng nện vào bụng Tiêu Hùng hộc máu, bay ngược ra sau. Sao tên nhóc này mạnh thế? Đây chính là thể chất hỗn độn sao? Không thể nào! Ông ta đang nghĩ tới đây thì bị Diệp Bắc Minh bắt lấy cổ tay, anh tát bốp. Vào mặt ông ta, nào, nói cho tôi biết, thế nào là kính giả yêu trẻ xem nào. Con mẹ nó. Các tu võ giả có mặt tại hiện trường sợ đến nỗi tim đập thình thịch. Minh Nhi. Diệp Thí Thiên kích động đến nỗi trợn tròn mắt. Mọi người nhà họ Diệp, cả đám đang thở dốc. Bốp. Cái tát thứ hai đến. Nói tôi nghe, thế nào là tôn tỷ trật tự. Súc sinh, cậu dám. Tiêu Hùng tức hộc máu. Thần lực trong cơ thể vừa mới ngưng tụ xong. Bốp, cái tát thứ ba hung hăng đến, vang dội khắp trời xanh. Theo đó là giọng nói lạnh lùng, ông giải thích tôi nghe xem nào, thế nào là. Cảnh giới tế đạo, tầng 9, bụp. Anh đạp một cước vào mặt Tiêu Hùng, đá ông ta bay ra, dập thẳng xuống mặt đất của quảng trường vô căn. Bụi bay mù mịt. Lão tổ, đồ súc sinh, CMN mày dám sỉ nhục lão tổ nhà họ Tiêu tao thế à? Đám lão giả nhà họ Tiêu. Cuối cùng đã phản ứng lại, họ nhục quá gào. Lên, ra tay bắt thằng súc sinh này lại cho tôi. Ai dám ngăn, giết không tha. Mười mấy lão giả cảnh giới tế đạo tầng 7 tầng 8, khí thế hung ác tập trung về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Thí Thiên đạp mạnh một bước, chắn trước người Diệp Bắc Minh, hừi. Mạnh miệng quá nhỉ, ngay cả lão phu mà ngươi cũng đòi giết không tha sao. Khí tức của cảnh giới tế đạo tầng 9 bùng nổ. Đám lão giả nhà họ Tiêu hộc máu cả lũ. Sau đó chật vật lùi về sau mấy trăm mét, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, tốt, tốt lắm. Tiêu Hùng tóc tai bù xù,
bò ra từ trong bụi mù, trên mặt còn in dấu dày, con cháu nhà họ Diệp các ông, ngang ngược quá nhỉ. Dám đánh vào mặt lão phu luôn rồi, vừa nãy coi như lão phu sơ suất. Nhất thời chưa phản ứng kịp, nên mới bị tát mấy cái. Nhãi danh, chắc là cậu đã được một số lợi ích ở vô căn chỉ địa nhỉ. Sức mạnh cơ bắp rất manh, không hổ là thể chất hỗn độn, cậu có dám đánh một trận công bằng với lão phu không? Ông ta vung tay một cái. Một cái rìu khát máu với hình dáng cực kỳ khoa trương, xuất hiện trong tay ông ta. Sát khí ngưng tụ, hít. Xung quanh quảng trường vô căn, hàng loạt tu võ giả lạnh sống lưng, liên tục lùi về sau. Đồng thời, họ cũng không kìm được phỉ nhổ trong lòng, cảnh giới tế đạo tầng 9, mà đòi đánh một trận công bằng với một vãn bối ư. Đúng là mặt dày. Diệp Bắc Minh còn chưa nói gì. Diệp Thí Thiên đã sôi máu, Tiêu Hùng, đầu óc ông chập mạch à. Ông lớn hơn Minh Nhi nhà tôi hơn 100 tỷ tuổi, thế mà ông đòi đánh một trận công bằng với thằng bé. Thế mà ông cũng nói được à. Vừa nãy ông thua Minh Nhi nhà tôi, chỉ có ông mất mặt. Bây giờ, ông vứt cả cái thể diện của nhà họ Tiêu đi luôn rồi. Ông, Tiêu Hùng tức đến nỗi suýt thì hộc máu, ông ta khàn giọng gào, Diệp Thí Thiên, thằng danh này đánh giỏi lắm cơ mà. Cậu ta còn có thể chất hỗn độn. Thực lực của cậu ta đã ngang ngửa với cảnh giới tế đạo tầng 9 rồi, lão phu ước chiến với nó thì có gì sai. Đừng có lôi tuổi tác vào đây, tu võ trước giờ luôn lấy thực lực phi tôn, nếu thằng danh này có thực lực có thể đánh được với cảnh giới tế đạo tầng 9. Tiêu Hùng, tôi, tại sao không thể ước chiến với cậu ta? Ông ta trơ cháo luôn. Thằng danh con, lão phu có mất hết thể diện, cũng phải phá hủy đạo. Tâm võ đạo của ngươi, thể chất hỗn độn ư. Ha ha ha, dù ngươi có là thể chất hỗn độn thì sao chứ? Nếu ngươi từ chối lời thách đấu của lão phu, đạo tâm võ đạo của ngươi nhất định sẽ bị ảnh hưởng, dù chỉ là một xíu ảnh hưởng to bằng sợi tóc thì cũng đủ làm một đòn chí mạng cho tâm ma của ngươi lúc ngươi thăng cấp rồi. Tiêu Hùng híp mắt, nghĩ thầm. Sâu trong con ngươi toàn là hiểm độc. Về phần nghênh chiến ư? Không có khả năng. Nếu Diệp Bắc Minh dám nhận lời thách đấu, Tiêu Hùng có một vạn cách để công khai giết anh. Vừa nấy tại ông ta kinh địch, lật thuyền trong mương, chết tiệt. Tiêu Hùng không có ý tốt đâu. Bất kể thể chất hỗn độn chấp nhận lời thách đấu hay không, thì đều không phải chuyện tốt lành gì. Thể chất hỗn độn bị dồn vào đường cùng rồi. Từ chối, đạo tâm võ đạo sẽ bị ảnh hưởng. Đồng ý, sao mà đồng ý được? Sẽ chết người đó, Tiêu Hùng đây là đang bất chấp thể diện cũng phải hủy hoại thể chất hỗn độn á. Một số người thấp giọng bàn luận, Diệp Bắc Minh nở nụ cười, anh đang định lên tiếng. Không hay rồi. Mặt Diệp Thí Thiên biến sắc, vội vàng ngăn, Minh Nhi, con không cần thiết phải hành động theo cảm tính. Lão già này đã sống hơn con hơn 100 tỷ năm, nếu con mà có thời gian dài như vậy, con có thể đánh bại ông ta dễ như trở bàn tay. Bây giờ, ông ta đang cố tình phá hoại đạo tâm võ đạo của con. Nếu con đồng ý, là mắc câu đấy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, lão tổ, người đừng lo. Con, hai, con chẳng biết tiến lùi gì cả. Diệp Thí Thiên sốt ruột quá, ông ta nhìn sang Diệp Quỳnh đang đứng sau lưng Diệp Bắc Minh. Diệp Quỳnh, mau nói mấy câu khuyên Minh Nhi đi. Diệp Quỳnh há miệng. Khuyên ư, tên này còn cần khuyên à. Lão tổ, nếu người biết, lúc ở vô căn chỉ địa, tên này đã chém chết 4 đại đế chuyển thế. Còn một mình tàn sát hơn 1.000 tu võ giả cảnh giới tế đạo từ tầng. Năm trở xuống, người còn cho rằng anh ta sẽ thua không? Diệp Quỳnh cười khổ, lão tổ, con tin tưởng thực lực của Bắc Minh. Hửm, lúc Diệp Thí Thiên sừng sốt. Diệp Bắc Minh nhìn Tiêu Hùng rồi bảo, tôi chấp nhận lời ước chiến của ông. Được, Tiêu Hùng nheo mắt, ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Thằng nhãi này đúng là một thằng điên ngu xuẩn. Được, trưa mai. Lão phu ở đấu trường võ thuật nhà họ Tiêu đợi cậu, nếu cậu không tới thì coi như thể chất hỗn độn đã cúi đầu nhận thua trước nhà họ Tiêu. Và cũng đồng nghĩa với việc, nhà họ Diệp nhận thua trước nhà họ Tiêu. Đồng thời, hoan nghênh các vị có mặt tại đây, trưa mai đến nhà họ Tiêu xem trận đấu. Nói xong, Tiêu Hùng dẫn mọi người nhà họ Tiêu rời đi nhanh chóng. Ôi trời, thể chất hỗn độn chấp nhận thách đấu rồi hả? Không hổ là người có thể chất hỗn độn, khí phách thật. Có mỗi khí phách thì làm được gì? Tiêu Hùng định ngày ước chiến vào ngày mai, rõ ràng là dự định không cho thể chất hỗn độn có bất kỳ cơ hội nào. Thể chất hỗn độn còn quá trẻ, hành động theo cảm tính quá. Trong tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, Diệp Thí Thiên đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh với nét mặt nặng nề, Minh Nhi, con chắc chắn muốn đánh với Tiêu Hùng chứ? Nếu bây giờ con từ chối, vẫn còn cơ hội cứu vấn đấy. Dù sao, Tiêu Hùng cũng là lão tổ nhà họ Tiêu, con là hậu bối nhà họ Diệp.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì họ cũng không vẻ vang gì. Chỉ cần lão phu lên tiếng, trận ước chiến ngày mai, con hoàn toàn có thể không cần đi. Ngay cả Diệp Thí Thiên cũng nghĩ rằng, Diệp Bắc Minh quá bốc đồng. Cảnh giới tế đạo tầng 9, là khái niệm gì chứ? Diệp Bắc Minh tự tin nói, lão tổ, người yên tâm. Tất cả đều nằm trong kiểm soát của con còn chút việc, bây giờ con phải đi trước đã. Ngày mai mọi người ở nhà họ Tiêu đợi con là được. Để lại câu này, Diệp Bắc Minh nhanh chóng rời đi. Mọi người thấy Diệp Bắc Minh vội vàng rời đi, họ đều nhìn, thể chất hỗn độn rời đi một mình. Không đi cùng nhà họ Diệp. Chẳng lẽ sợ rồi hả? Trông cậu ta đi vội như thế, chắc chắn là đang lo về trận ước chiến ngày mai. Không ít người suy đoán. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi đến truyền tống trận ở quảng trường Vô Căn, rồi biến mất nhanh chóng. Mấy canh giờ sau, ở lối ra của nhà tù số 7, một bóng người lao vụt tới, người đó chính là Diệp Bắc Minh. Một khối mẫu thạch hỗn độn khắc đầy phù văn cổ xưa, khế rung lên, phía trên phong ấn lực lượng phép tắc, tạm thời giữ cho nhà tù số 7 không bị sụp đổ. Có hai kiện binh khí đại đế trong tay, chắc mình có thể mở được nhà tù số 7 rồi. Diệp Bắc Minh khẽ run, cha, mẹ, Nhược Giai. Các vị sư tỷ, cuối cùng con đã có sức mạnh để cứu mọi người rồi. Tiểu tháp, anh hô, tháp càn khôn chấn ngục bay ra, bao phủ lên lối vào của nhà tù số 7, khối mẫu thạch hỗn độn đang rung chuyển kịch liệt bất ngờ ổn định một chút. Tốt quá, quả nhiên có tác dụng, Diệp Bắc Minh kích động. Năm ngón tay khế nắm lại, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay, đúng lúc anh sắp phá vỡ phong ấn, thì một giọng nói vang lên từ sâu trong nghĩa địa hỗn độn. Ký chủ, dừng tay, Diệp Bắc Minh sửng sốt, tiền bối, có chuyện gì vậy? Giọng tàng kiếm lão nhân ngưng trọng, nếu lão phu không nhầm, bây giờ cậu đang định mở một tòa đế khí đúng không? Đế khí? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiền bối, ông nhầm rồi. Cái tôi định mở là một vị diện. Vậy thì đúng rồi, kiện đế khí này, đã hình thành một vị diện, hiện giờ nó đang bị người ta phong ấn, nếu cậu cưỡng chế mở phong ấn phía trên đây, e là đế khí. Tức vị diện này sẽ sập luôn, tàng kiếm lão nhân nói. Diệp Bắc Minh giật mình, vội vàng lùi lại, cất kiếm càn khôn chấn ngục đi, tiền bối, ông nói gì vậy? Giọng tàng kiếm lão nhân ngưng trọng, ký chủ, lão phu sẽ không lừa cậu. Nhưng lão phu nhìn ra, vị diện này rất quan trọng với cậu. Nếu ta không nhắc nhở cậu, cậu sẽ gây ra sai lầm lớn. Diệp Bắc Minh sa sầm mặt, tiền bối, rốt cuộc chuyện này là sao? Tàng kiếm lão nhân nói, cậu mở một lỗ nhỏ trong nghĩa địa hỗn độn, để ta xem đã. Được, anh mở ngay một khe hở. Từ sâu trong nghĩa địa hỗn độn, một tấm bia mộ lóe lên hai lần, đúng vậy. Tảng mẫu thạch hỗn độn này đã bị người ta luyện hóa thành đế khí, bên trong hình thành một vị diện thế giới độc lập. Nhưng, chắc hẳn đế khí này đang trấn áp một thứ gì đó. Thứ đó và đế khí đang chế ngự lẫn nhau. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại, có vẻ như thứ bị trấn áp đã rời khỏi kiện đế khí này. Theo lý mà nói, kiện đế khí này phải tự hủy ngay lập tức, thông báo cho người bên ngoài rằng thứ bị trấn áp đã chạy rồi. Chắc hẳn phong ấn phía trên mẫu thạch hỗn độn đã tạm thời phong ấn kiện đế khí này lại. Nên mới miễn cưỡng không để nó sụp đổ. Chỉ mới quan sát vài giây, tàng kiếm lão nhân đã đoán ra đại khái câu chuyện. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiền bối, sao ông biết? Tàng kiếm lão nhân cười tự tin, ha ha ha, lão phu được gọi là tàng kiếm lão nhân. Cả đời chỉ sống vì việc rèn bảo kiếm, nhưng cậu tưởng lão phu chỉ biết mỗi rèn kiếm thôi à? Tài năng lớn nhất của lão phu là chế tạo mọi thần khí, pháp khí, đạo binh, lò luyện đan trên đời. Chỉ cần có liên quan đến việc luyện khí, lão phu không dám bảo mình đứng đầu, nhưng ít nhất cũng đứng trong top 3. Diệp Bắc Minh không ngờ, tàng kiếm lão nhân lại có lai lịch hoành tráng đến vậy. Nhưng, nghĩ đến những lời tàng kiếm lão nhân vừa nói, nét mặt anh lại trở nên nặng nề, tiền bối, những gì ngài nói là thật sao? Một khi phá vỡ phong ấn này, nhà tù số 7 sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tàng kiếm lão nhân nói, lão phu không muốn lừa cậu. Đúng vậy. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh trở nên cực kỳ tệ. Sao chỉ lại lừa anh? Tiền bối, có cách nào cứu vãn không? Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên một cỗ lửa giận. Tàng kiếm lão nhân suy nghĩ rồi bật ra một câu, nếu cậu sẵn lòng từ bỏ một kiện binh khí đại đế, lão phu nắm chắc khoảng hơn 50%, có thể ngăn thế giới này không sập nữa. Diệp Bắc Minh thở dốc truy hỏi, tiền bối, ngài nói vậy là sao? Tàng kiếm lão nhân nói, hiến tế binh khí đại đế trong tay cậu. Để ổn định tiểu thế giới này. Chỉ nắm chắc có 50% thôi à? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tàng kiếm lão nhân gật đầu,
nếu có hai kiện binh khí đại đế, lão phu chắc chắn 100% làm được. Nhưng, cậu có nỡ không? Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh im lặng. Nhóc con, hiến tế bổn tháp đi, tháp càn khôn chấn ngục lên tiếng. Cùng lúc đó, kiếm càn khôn chấn ngục cũng rung rung, bên trong truyền đến giọng của một cô gái, chủ nhân, chú tháp đã đồng hành với người trên cả chặng đường, giúp ích rất nhiều. Còn tôi, căn bản chẳng có tác dụng mấy, nếu không có chủ nhân, tôi đã hỏng từ lâu rồi, làm gì có tư cách trở thành một kiện binh khí đại đế chứ. Xin chủ nhân hãy dùng tôi để hiến tế, các ngươi im miệng hết đi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Bất kể là tháp càn khôn chấn ngục, hay kiếm càn khôn chấn ngục, anh đều không muốn từ bỏ. Tàng kiếm tiền bối, nhà tù số 7 còn trụ được bao lâu nữa? Tàng kiếm lão nhân trả lời, e là chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi. 10 ngày, đủ rồi, Diệp Bắc Minh nheo mắt, cất tháp càn khôn chấn ngục đi, sau đó quay. Người nhanh chóng rời khỏi đây. Tin Diệp Bắc Minh chấp nhận lời thách đấu của Tiêu Hùng, như một cơn địa chấn, lan truyền khắp nguyên thủy chân giới. Tộc bất hủ. Diệp Bắc Minh chấp nhận lời thách đấu của cảnh giới tế đạo tầng 9 á. Cậu ta điên à? Đi, mau đến nhà họ Tiêu xem, tôi cứ có cảm giác, chuyện này không đơn giản như vậy. Tuyết tộc. Diệp Bắc Minh, hỗn độn đế thể, nếu cậu ta chiến tử, có lẽ chúng ta có thể chia được một chút hỗn độn đế huyết. Ngày trước, Diệp Thí Thiên còn dẫn Diệp Bắc Minh đến tuyết tộc ta gây sự, tên nhóc này chết mới tốt. Đi, đến nhà họ Tiêu. Vô số bóng người di chuyển. Tử Vi đế tộc, trong đại sảnh, Vũ Nhu, rốt cuộc vô căn chi địa đã xảy ra chuyện gì? Mấy vạn người cùng đi vào vô căn chỉ địa, nguyên cảnh giới tế đạo đã có mấy nghìn người, trừ ba bọn con ra, những người khác đều không trở ra nữa. Các thành viên chủ chốt nhà họ Trần đều có mặt, ai nấy đều mặt mày ngưng trọng. Lão tổ cảnh giới tế đạo tầng 9, còn có tận 3 người. Trần Vũ Nhu đứng giữa đại sảnh, cắn môi, lắc đầu, lão tổ, con xin lỗi, con không nói được. Trần Kiếm Bình nhíu mày, Vũ Nhu, ba vị lão tổ đích thân hỏi con có gì mà giấu hả? Vũ Nhu, con có kiêng dè gì đúng không? Một lão giả gầy còm nhíu mày, nếu con có kiêng dè gì, lão phu sẽ chống lưng cho con. Trần Vũ Nhu vẫn lắc đầu, lão tổ, không phải kiêng dè, mà là con đã đồng ý với Diệp công tử, con không thể nói. Diệp Bắc Minh, mọi người sửng sốt, lặng im một lúc, lão giả gầy gò hỏi, Vũ Nhu, vậy ta hỏi kiểu khác. Ngày mai, Tiêu Hùng đánh với Diệp Bắc Minh, con nghĩ ai sẽ thắng? Trần Vũ Nhu trả lời ngay, Tiêu Hùng. Mọi người khẽ gật đầu, đúng như họ nghĩ, Tiêu Hùng chắc chắn sẽ thắng. Không ngờ, Trần Vũ Nhu lai bát ra nửa câu còn lai. Thua thảm. Cái gì? Trong đại sảnh của Trần gia Tử Vi đế tộc, mọi người hết sức ngạc. Nhiên. Vũ Nhu, con đùa gì vậy? Bọn ta biết Diệp Bắc Minh có thể chất hỗn độn. Nhưng con đừng quên Tiêu Hùng đang ở cảnh giới tế đạo tầng 9 đỉnh phong, nếu không phải do bị phép tắc của nguyên thủy chân giới hạn chế, có khi ông ta đã tiến vào cảnh giới tế đạo chi thượng rồi. Đúng vậy, thể chất hỗn độn rất mạnh, nhưng giờ cậu ta còn chưa trưởng thành, sao có thể là đối thủ của Tiêu Hùng được? Rất nhiều người nhà họ Trần nhao nhao nói. Họ hoàn toàn không tin, Tiêu Hùng thua thảm ư. Đùa gì vậy? Đối diện với nghi ngờ của mọi người, Trần Vũ Nhu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề dao động. Ha hai. Một tiếng cười lạnh vang lên, mọi người nhíu mày nhìn sang. Chỉ thấy. Một thiếu nữ váy xanh lên tiếng, lão tổ, cháu đã bảo rồi mà, không nên để Trần Vũ Nhu đi vào vô căn chỉ địa. Người xem cô ta còn đi giúp người ngoài che giấu tin tức, đúng là ăn cây táo rào cây sung. Chắc không phải cô nghĩ, cô giúp thể chất hỗn độn giấu giếm một vài tin tức, thì anh ta sẽ coi trọng cô đấy chứ. Cô cũng không nhìn lại mặt mình đi, cô nghĩ anh ta sẽ để mắt đến cô sao? Mặt Trần Vũ Nhu trầm xuống, Trần Vũ Phân, cô nói linh tỉnh gì vậy? Tôi không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với Diệp công tử. Ha ha ha, sốt ruột rồi kìa, người xem cô ta sốt ruột rồi kìa. Trần Vũ Phân che miệng cười trộm, tôi còn chưa nói gì, cô đã tự khai rồi à? Cô thích tên thể chất hỗn độn đó thật hả? Buồn cười quá, ha ha ha, cô ta cười ngặt ngao. Trần Vũ Nhu cắn răng, ánh mắt bừng lên lửa giận, cô đừng có mà ăn nói bậy bạ. Trần Vũ Phân lắc đầu, lão tổ đang ở đây, mọi người cũng không mùi. Cô phản ứng như vậy, cô bảo tôi nói bậy, lúc chó bị giẫm vào đuôi, nó sẽ nhảy cẳng lên đấy. Được rồi, Vũ Phân, cháu im miệng đi. Một tiếng quát vang lên. Trần Vũ Phân ngậm miệng. Vũ Nhu, rốt cuộc đã xảy chuyện gì trong vô căn chỉ địa? Con ủng hộ và tin tưởng Diệp Bắc Minh như vậy, có phải còn chuyện gì bọn ta không biết đúng không?
Còn cả những người đi vào vô căn chỉ địa nữa, họ có còn sống không? Lão giả gầy khô nhíu mày. Trần Thiên Trì, lão giả tử vi đế tộc, cảnh giới tế đạo tầng 9. Trần Vũ Nhu vẫn lắc đầu, lão tổ, xin người đừng hỏi nữa. Cô ta nói với giọng chắc chắn, người chỉ cần nhớ một điều, nếu Diệp công tử thật sự đánh với Tiêu Hùng nhất định sẽ thua. Nhà họ Tiêu hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Tin tức một trong những lão tổ của nhà họ Tiêu, Tiêu Hùng, cảnh giới tế đạo tầng 9, ước chiến với người có thể chất hỗn độn nhà họ Diệp vừa truyền ra. Toàn bộ nguyên thủy chân giới rúng động. Người của các thế lực, tông môn, gia tộc đế huyết ở Nam Đại Lục, Bắc Cảnh, Tây Thổ, Đông Đảo, Trung Châu, lũ lượt kéo đến. Chỉ còn hai canh giờ nữa là đến giờ ngọ, người của các thế lực gần như đã đến đủ. Tuyết tộc ở Trung Châu, tộc Bất Hủ ở Nam Đại Lục, Tử Vi đế tộc ở Nam Đại Lục, nhà họ Cổ ở Đông Đảo, Hỗn Nguyên Tông ở Bắc Cảnh. Số lượng người đổ về thật sự quá đông, mấy trăm triệu người kéo đến nhà họ Tiêu. Cho dù có là gia tộc đế huyết, thì cũng không tiếp đãi nổi nhiều người như vậy. Sau nhiều tầng sàng lọc, chỉ 1/10 trong số đó có tư cách tiến vào võ trường của nhà họ Tiêu. Những tu võ giả khác, bị chặn hết ở bên ngoài nhà họ Tiêu. Ở võ trường, nhà họ Tiêu đã xây một võ đài, rộng 10.000 mét. Đủ loại trận pháp cấp đế được bày bố, dù cảnh giới tế đạo tầng 9 có chiến đấu hết sức trên võ đài thì cũng không phá hủy được võ đài. Sắp đến giữa trưa rồi, sao thể chất hỗn độn nhà họ Diệp vẫn chưa tới nhỉ? Đúng vậy, mọi người đã đến đây cả rồi, chẳng lẽ thể chất hỗn độn sợ? Mọi người xì xào bàn tán. Sau đó, cả đám nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn sang phía nhà họ Diệp. Diệp Thí Thiên đang ngồi trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Quỳnh ở bên cạnh, xem giờ, lão tổ, còn nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ, sao Bắc Minh còn chưa về nhỉ? Chắc không phải, anh ta không đến đấy chứ? Diệp Thí Thiên chẳng thèm hé mắt, Diệp Quỳnh, cháu cùng vào vô căn chỉ địa với thằng bé, chẳng lẽ cháu không hiểu nó à? Diệp Quỳnh ngẩn ra, sau đó mỉm cười như đã hiểu, cũng phải. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi sắp đến giữa trưa. Một thanh niên chậm rãi đứng dậy, bay lên trời, Diệp tiền bối, sao chàng trai có thể chất hỗn độn nhà ngài vẫn chưa tới. Mọi người đều muốn chứng kiến thực lực của thể chất hỗn độn một chút. Nhưng thể chất hỗn độn cứ chậm trễ không xuất hiện, chắc không phải là sợ rồi đấy chứ. Xoẹt! Mọi người tập trung nhìn. Đây là một gương mặt xa lạ, còn rất trẻ. Cậu ta tên Cổ Nhất Minh, thánh tử mà nhà họ Cổ bí mật bồi dưỡng. Thảo nào không đi vô căn chỉ địa. Đã đến cảnh giới tế đạo tầng 7 rồi kìa. Một lão giả giọng ồm ồm nói. Mọi người kinh ngạc. Nhà họ Cổ lén bồi dưỡng một thánh tử. Lại còn lên đến cảnh giới tế đạo tầng 7 rồi. Nhà họ Cổ dã tâm không nhỏ nhỉ. Nếu không phải hôm nay thể chất hỗn độn sẽ đánh một trận tử chiến với Tiêu Hùng, thì e là họ vẫn đang giấu cậu ta đi. Một số lão giả của tuyết tộc và tộc Bất Hủ híp mắt. Hàng tỷ ánh mắt tập trung vào Cổ Nhất Minh, anh ta không hề sợ hãi. Cứ thế nhìn Diệp Thí Thiên một cách tự nhiên nhàn nhã. Diệp Thí Thiên chỉ có một câu, chưa đến giờ, đừng vội. Kỳ thực, trong lòng ông ấy cũng đang đánh trống bùm bùm. Minh Nhi ơi, thằng nhóc này, sắp đến chính ngọ rồi đấy. Nếu đến giờ mà thằng bé còn chưa đến, e là sẽ bị xử thua luôn. Lần này, nhà họ Diệp mất hết thể diện rồi. Hai, thôi bỏ đi, có mất mặt thì cũng là lão phu mất mặt, còn hơn là Minh Nhi bỏ mạng. Diệp Thí Thiên thầm lắc đầu. Trong đám người ở nhóm Tử Vi đế tộc, Trần Vũ Phân lạnh lùng bảo, Trần Vũ Nhu, chẳng phải cô bảo Tiêu Hùng sẽ thua thảm sao? Sao nào, sao thể chất hỗn độn vẫn chưa đến, tôi thấy anh ta sợ rồi thì có. Trần Vũ Nhu quát, Trần Vũ Phân, cô câm mồm cho tôi. Cô lại sốt ruột rồi. Trần Vũ Phân cười rất vui, chỉ còn một khắc đồng hồ nữa thôi, tên có thể chất hỗn độn kia sẽ không xuất hiện đâu. Diệp công tử, anh không đến thật à? Trần Vũ Nhu nắm chặt tay. Một khắc sau, trong đám người nhà họ Tiêu, một lão giả già nua trông như sư tử bước ra. Ông ta đi lên võ đài giữa trung tâm võ trường, nhìn khắp xung quanh. Giọng nói như sấm rền vang lên, đã đến giờ. Thể chất hỗn độn nhà họ Diệp vẫn không xuất hiện, xem ra thể chất hỗn độn vô địch trong truyền thuyết, biết sợ rồi. Tiêu Hùng thầm thấy buồn cười, ông ta đã đoán trước được là Diệp Bắc Minh không dám tới. Ước chiến, là Diệp Bắc Minh đồng ý. Thời gian, cậu ta cũng đồng ý. Những người bạn từ các tông môn, từ các chủng tộc đế huyết đều đến hết rồi. Chỉ có mỗi Diệp Bắc Minh, là không xuất hiện. Ánh mắt ông ta trầm xuống, nhìn chăm chăm Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, ông thân là lão tổ cảnh giới tế đạo nhà họ Diệp. Có phải ông nên đứng ra cho mọi người một lời giải thích không?
Diệp Bắc Minh không dám đến, hay là, ông lên đài đánh với lão phu đi. Để lão phu xem, có phải xương cốt của nhà họ Diệp đều mềm thế không? Ha ha, hai toàn trường cười vang, hài cực. Diệp Thí Thiên sa sầm mặt, vỗ bàn đứng dậy, Tiêu Hùng, đánh thì đánh, ông tưởng lão phu sợ à? Ông ấy đang định lao lên võ đài. Một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp nhà họ Tiêu, lão tổ, giết con hàng này, còn cần người ra tay à? Minh Nhi à? Nghe thấy giọng của Diệp Bắc Minh, Diệp Thí Thiên mừng rỡ vô cùng, ông ấy quay đầu nhìn sang. Vèo! Một bóng người tựa như sao băng, bay nhanh đáp xuống võ đài. Xuất, xuất, xoẹt! Hàng tỷ ánh mắt hướng vào Diệp Bắc Minh. Cậu ta chính là thể chất hỗn độn hả? Cổ Nhất Minh nheo mắt, hàng lông mày giật giật, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến. Diệp công tử, Trần Vũ Nhu rất kích động. Trần Vũ Phân cười khẩy, hừ, đồ xấu xí, cô còn dám bảo cô không có suy nghĩ gì với anh ta. Nhưng cho dù anh ta đến rồi, thì cũng chỉ đi nộp mạng thôi. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh hả? Đúng là khí tức của thể chất hỗn độn, trẻ quá, trẻ thật sự. Trong đám đông có thành viên của Tuyết tộc, tộc Bất Hủ, nhà họ Cổ, Hỗn Nguyên Tông, Tử Vi Đế tộc, một số lão giả chưa gặp Diệp Bắc Minh bao giờ, lúc này họ đang nhìn anh chăm chú. Diệp Bắc Minh, cậu đến muộn rồi, Tiêu Hùng lạnh lùng, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, thì sao? Tiêu Hùng sửng sốt, sau đó mặt mày sa sầm, cười lạnh, thôi. Lão Phu không chấp nhận với cậu, nếu cậu đã chấp nhận đánh trận này. Đến giờ rồi, đánh thôi. Quỳnh, khí tức của cảnh giới tế đạo tầng 9 bùng lên mạnh mẽ. Đợi đãi, Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu. Tiêu Hùng dừng lại, nhìn anh với vẻ chế giễu, sao thế? Sợ rồi à, cũng được. Chỉ cần bây giờ cậu quỳ xuống, dập đầu nhận thua, để lại máu hỗn độn và bản nguyên, lão phu sẽ tha cho cậu một cái mạng chó. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu tôi đã tới, tất nhiên là tôi không sợ. Các tu võ giả hàng đầu trên khắp nguyên thủy chân giới, hầu như đều có mặt đông đủ. Chẳng lẽ trận đánh này chỉ đánh xong là thôi à? Tiêu Hùng nhíu mày, cậu có ý gì? Diệp Bắc Minh cười nhẹ, ông nghĩ, ông chắc chắn giết được tôi. Tiêu Hùng hừ lạnh một tiếng, hừ. Lão phu phẩy tay là giết được cậu. Được. Diệp Bắc Minh cát đầu, nếu ông tự tin như vậy, thế chúng ta cá cược đi. Cá cược ư? Lời này vừa tung ra, tất cả tu võ giả đang có mặt tại đây đều sửng sốt. Đã đến giờ phút này rồi, còn đòi cá cược à? Thể chất hỗn độn ngốc à? Mọi người nhíu mày, tất cả hướng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Trần Vũ Phân che miệng cười trộm, ha 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 ha, Trần Vũ Nhu. Cô nhìn tên ngốc này kìa, anh ta đang nghĩ gì trong đầu vậy? Diệp công tử định làm gì vậy? Trần Vũ Nhu bỏ qua lời Trần Vũ Phân nói, nét mặt cô ta đầy nghi hoặc. Diệp Thí Thiên truyền âm, Minh Nhi, con định làm gì vậy? Diệp Bắc Minh cười nhẹ trả lời, lão tổ, chơi lớn một lần đi. Chơi lớn? Diệp Thí Thiên nghỉ hoặc. Cùng lúc đó, Tiêu Hùng nhếch môi cười giễu, Diệp Bắc Minh, cậu muốn cược cái gì? Cược binh khí đại đế của nhà họ Tiêu ông. Thước vô lượng. Diệp Bắc Minh vừa dứt lời. Nó như một ngọn núi lửa phun trào, làm cho toàn trường ầm cả lên. Cái gì? Cược binh khí đại đế á? Mạnh miệng thật. Các thành viên thuộc Tuyết tộc, tộc Bất Hủ, Tử Vi Đế tộc, nhà họ Cổ, Hỗn Nguyên Tông, cùng với vô số tu võ giả đều hít một ngụm khí lạnh, chấn động nhìn Diệp Bắc Minh. Cổ Nhất Minh thoáng ngạc nhiên, tên này có ý đồ gì vậy? Diệp Thí Thiên cũng ngẩn ra, há hốc miệng. Cược binh khí đại đế. Số tiền cược này cũng lớn quá rồi đấy. Lùi một bước mà nói, cho dù nhà họ Tiêu có lấy binh khí đại đế ra đặt cược thật, thì Diệp Bắc Minh có gì để làm vốn cược? Tiêu Hùng sa sầm mặt, Diệp Bắc Minh, cậu đang nói giỡn đấy à? Diệp Bắc Minh khích, sao thế? Ông không dám cược à? Hay là, nhà họ Tiêu các ông sợ rồi? Tiêu Hùng hừ lạnh, hừ, thước vô lượng là binh khí đại đế của nhà họ Tiêu, há có thể làm tiền cược? Diệp Bắc Minh gật đầu qua loa, vậy tức là không dám cược rồi, không phải ông nói nhất định sẽ giết được tôi à? Nếu đã chắc chắn giết được tôi, thế ông còn sợ gì? Cùng lúc đó, Diệp Thí Thiên cũng cười to, ha 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 ha. Minh Nhi, con đừng làm khó nhà họ Tiêu nữa. Nam nhỉ nhà họ Diệp ta, dám nhận lời thách đấu của một cảnh giới tế đạo tầng 9. Còn nhà họ Tiêu thì toàn đồ nhát gan, rùa rụt cổ. Nếu ông ta không dám cược thì thôi vậy. Đúng thế, thánh tử, thôi bỏ qua vậy. Thánh tử, ngài đừng dọa ông ấy nữa, ông già này làm gì có khí phách đấy. Thánh tử, ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Tiêu đi. Tiền cược của ngài lớn quá, người nhà họ Tiêu sợ mất mật rồi kìa.
Chỉ với một ánh mắt của Diệp Thí Thiên, mấy thanh niên nhà họ Diệp xông ra, lớn tiếng chế giễu. Láo toét, một đám ăn nói bậy bạ. Đám thanh niên nhà họ Tiêu ở bên kia tức đến nỗi nhảy dựng lên. Cả đám đỏ hồng mắt, nhìn chằm chằm nhà họ Diệp bên này, nhưng lại bị trào phúng thêm trận nữa. Tất cả im miệng hết cho lão phu. Tiêu Hùng quát, khí tức của cảnh giới tế đạo tầng 9 thổi quét qua, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Diệp Bắc Minh, cho dù cậu muốn cược, chí ít, phải lấy ra được vốn cược tương xứng chứ. Tiêu Hùng lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh cười thầm. Cuối cùng đã cắn câu. Tiền cược, đương nhiên tôi có. Anh vung tay lên, một tảng mẫu thạch hỗn độn to bằng cái chậu rửa mặt xuất hiện trong tay, anh ném bịch xuống võ đài. Mẫu thạch hỗn độn. Đệt, khí hỗn độn đậm đà quá, đúng là mẫu thạch hỗn độn thật đấy. Không ngờ tên này lại có một khối mẫu thạch hỗn độn to vậy. Hiện trường náo động, mọi người nghị luận ầm ĩ. Các thành viên của Tuyết tộc, tộc Bất Hủ, Tử Vi đế tộc, nhà họ Cổ, Hỗn Nguyên tông, với cả người nhà họ Tiêu đều đỏ hồng mắt. Càng khỏi nói đến các thế lực khác, nếu không phải tại ở đây có mấy vị cảnh giới tế đạo tầng 9 tọa chấn, thì họ đã lao lên tranh giành rồi. Chính xác, đây chính là mẫu thạch hỗn độn. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, giơ chân dẫm lên mẫu thạch hỗn độn, vật này, có thể diễn hóa ra vạn vật. Còn tôi, trong người tôi đều là máu hỗn độn. Việc máu hỗn độn phối với mẫu thạch hỗn độn, có thể tạo ra cơ thể mang thể chất hỗn độn, mọi người biết chứ nhỉ? Suýt TL hiện trường nhoáng cái đã lặng như tờ. Im phăng phắc. Bây giờ, rất nhiều người đầu đang ong ong. Tên này hay lắm. Các thành viên của Tuyết tộc đứng phát dậy. Các thành viên của tộc Bất Hủ híp mắt, quả đúng là như vậy. Kể cả Trần Thiên Trì, lão tổ của Tử Vi đế tộc, lúc này ông ta cũng phải nuốt ngụm nước miếng. Nếu cho Tử Vi đế tộc tôi một người có thể chất hỗn độn, lão phu bảo đảm, có khi có thể bồi dưỡng ra một vị cảnh giới đại đế. Cảnh giới đại đế mọi người nhà họ Cổ và Hỗn Nguyên tông đều nuốt ngụm nước miếng. Cổ Nhất Minh không kìm được đứng bật dậy, mười ngón tay dưới ống tay áo nắm chặt. Cảnh giới đại đế. Ba chữ này, quá mê người. Diệp Bắc Minh thấy vậy, quyết định bồi thêm mồi lửa, phải rồi, trừ mẫu thạch hỗn độn ra. Nếu tôi chết trận tại đây, cơ thể hỗn độn và máu hỗn độn của tôi sẽ mặc cho nhà họ Tiêu xử lý. Số tiền cược này, đủ chưa? Cậu nói gì? Tiêu Hùng trợn tròn mắt, ông ta cảm thấy Diệp Bắc Minh nói vậy, chắc chắn có vấn đề. Nhưng những lời Diệp Bắc Minh nói thật sự đã kích thích đến ông ta, khiến ông ta không còn lý trí nữa. Diệp Bắc Minh, cậu nói thật chứ? Nếu cậu tử trận trên võ đài này, thi thể hỗn độn của cậu, với cả khối mẫu thạch hỗn độn này, sẽ thành của nhà họ Tiêu hết. Tiêu Hùng gần như hét ra câu này. Có thể thấy, ông ta đang kích động cỡ nào. Một tảng mẫu thạch hỗn độn to như thế, cộng với một khối cơ thể hỗn độn hoàn chỉnh, có thể chiết xuất ra máu hỗn độn. Đệt, nếu Diệp Bắc Minh mà chết trên võ đài thật, thì với tảng mẫu thạch hỗn độn kia, nhà họ Tiêu có thể tạo ra ít nhất 5 người có thể chất hỗn độn. 5 người mang thể chất hỗn độn, thế khác gì nhà họ Tiêu vô địch à? Mọi người tê cả ra đầu. Diệp Bắc Minh lập tức truyền âm, lão tổ, người còn ngây ra đó làm gì? Phối hợp với con, mau ngăn con lại, được. Diệp Thí Thiên cả kinh, ngay cả ông ấy mà cũng ngẩn người đứng yên tại chỗ, sau khi cắt truyền âm, ông ấy lập tức phản ứng lại, Minh Nhi, con làm gì vậy? Lão phu không đồng ý. Thánh tử, ngài đừng hồ nháo, chuyện này không đùa được đâu. Thánh tử, dù ngài có chết trận cũng không sao, nhưng thi thể hỗn độn thì không thể để mất được. Đám thanh niên nhà họ Diệp hò theo. Này, nét mặt Diệp Bắc Minh dao động, bắt đầu do dự, thôi được rồi, tôi. Anh đang định nói. Tiêu Hùng đỏ hồng mắt, cười to ngắt lời, ha 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 ha. Cược, nhà họ Tiêu tôi cược đấy. Diệp Bắc Minh, nhà họ Tiêu đã đồng ý rồi, cậu không đổi ý được nữa đâu. Trong suốt quá trình, chỉ có hai người, từ đầu đến cuối đều thờ ơ bất động. Lặng lẽ xem Diệp Bắc Minh biểu diễn, chính là Diệp Quỳnh và Trần Vũ Nhu. Tên này đến đại đế chuyển sinh cũng có thể giết được, một cảnh giới tế đạo cấp 9 liệu có đủ đánh được hắn không? Mục tiêu của hắn lại là binh khí đại đế vô lượng thước của nhà họ Tiêu. Đúng là tham lam quá rồi. Hai người suy nghĩ. Chờ một chút. Đột nhiên, một ông lão râu tóc bạc trắng hét lên một tiếng, bước lên võ đạo đài. Đứng giữa Diệp Bắc Minh Tiêu Hùng. Tuyết Vạn Minh, ông lên võ đạo đài làm gì? Đây là cuộc chiến giữa ta và hỗn độn thể, lẽ nào ông muốn ngăn cản sao? Tiêu Hùng cau mày. Tuyết Vạn Minh, lão tổ của Tuyết tộc. Cảnh giới tế đạo cấp 9 đỉnh cao. Ánh mắt Tuyết Vạn Minh ngưng trọng, đối với trận đấu của các người, ta không có bất kỳ dị nghị nào. Chỉ là ta không tán đồng lắm cách đánh cược của các người.
Tiêu Hùng cổ hủ như vậy, ông ta đã sống hơn 10 tỷ năm, đã sớm là nhân tỉnh rồi, Tuyết tộc các ông muốn chia một miếng bánh sao? Đúng vậy. Tuyết Vạn Minh lạnh lùng gật đầu, hỗn độn thể và mẫu thạch hỗn độn có ý nghĩa rất lớn. Nhà họ Tiêu các ông muốn một mình độc chiếm sao? Nếu ta có đồng ý thì những người khác ở đây cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy, nói hay lắm, hai giọng nói nữa vang lên. Một ông lão cảnh giới tế đạo cấp 9 của Cổ gia, Hỗn Nguyên Tông bước ra, một bước đáp xuống võ đạo đài. Cổ gia chúng ta cũng muốn chia một miếng bánh, một ông già trông như chim ưng nói. Tiêu huynh đệ, viên mẫu thạch hỗn độn này đủ lớn đấy, một mình nhà họ Tiêu sợ là nuốt không trôi đâu nhỉ. Một người đàn ông trung niên của Hỗn Nguyên Tông nhắc nhở. Tuyết Vạn Minh, Cổ Tranh Tiên, Lê Đạo Khung, ba người các ông có ý gì? Sắc mặt Tiêu Hùng vốn đã cực kỳ khó coi, lẽ nào các ông đã thương lượng xong từ lâu rồi? Đừng quên, đây là nhà họ Tiêu, binh khí đại đế của nhà họ Tiêu đang ở trong tộc. Vậy thì sao? Tuyết Vạn Minh lắc đầu, Tuyết tộc ta không phải không có binh khí đại đế. Cổ Tranh Tiên cười lạnh nói, Tiêu Hùng, chúng ta chỉ muốn mẫu thạch hỗn độn và hỗn độn thể, không muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Tiêu. Lê Đạo Khung nói thêm, nếu như ông nhất định muốn làm kẻ thù với thế lực đứng sau lưng ba chúng ta, vậy thì sau lưng chúng ta không phải không có binh khí đại đế. Uy hiếp. Một sự uy hiếp rõ ràng. Sắc mặt Tiêu Hùng trở nên cực kỳ khó coi âm trầm như nước. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bốn cảnh giới tế đạo đang đứng trên võ đạo đài, rút kiếm ra, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Có lẽ các người nên hỏi ý kiến của ta. Giọng nói của Diệp Bắc Minh phá vỡ sự im lặng. Soạt. Bốn người Tuyết Vạn Minh, Cổ Tranh Tiên, Lê Đạo Khung, Tiêu Hùng đều đồng thời dán mắt vào Diệp Bắc Minh. Giống như nhìn một người chết, trong mắt chỉ có lòng tham. Người có ý kiến gì? Lê Đạo Khung hỏi, Cổ Tranh Tiên cười lạnh, một người chết cũng có ý kiến sao? Diệp Bắc Minh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, tiền bối, ta còn chưa chết mà. Các người đã suy nghĩ xem phân chia thi thể ta thế nào rồi? Trước khi trận chiến bắt đầu, cơ thể tôi vẫn là của tôi phải không? Lùi một bước mà nói, nếu các người muốn hỗn độn thể và mẫu thạch hỗn độn, nên thương lượng với ta chứ không phải thương lượng với Tiêu Hùng chứ nhỉ? Lời nói vừa dứt, ba người khẽ gật đầu, là thế nào? Diệp Bắc Minh nói, nếu muốn máu thịt của ta, thì cùng nhau đánh cược đi. Đương nhiên, nhà họ Tiêu dùng vô lượng thước đặt cược, các người chắc chắn cũng phải lấy ra binh khí đại đế. Cho dù không phải là một binh khí đại đế hoàn chỉnh thì ít nhất cũng là một tàn thứ phẩm chứ. Cho dù ta chỉ có 10% cơ hội chiến thắng, còn Tiêu Hùng có 90% cơ hội chiến thắng. Các người cũng không thể cứ khoe khoang mà không có gì phải không? Vừa nói, Diệp Bắc Minh vừa thở dài một tiếng, người của giới võ đạo đều ở đây. Ai cũng cần mặt mũi phải không? Cho dù hôm nay Diệp Bắc Minh ta có chết ở đây, cũng không thể chết một cách nhục nhã được. Ta muốn, chết một cách xứng đáng, chết một cách oanh lia, sức lực vang dội, âm thanh mạnh mẽ. Nghe thấy những lời này, hai người Diệp Quỳnh và Trần Vũ Nhu cứng đờ, chết tiệt. Tên này... Hắn không chỉ muốn vô lượng thước của nhà họ Tiêu, hắn còn muốn binh khí đại đế của các thế lực khác. Đúng là, quá tham lam rồi. Lúc tên này lừa người khác, cùng từng bước đấy. Ngoại trừ hai cô gái. Những người khác đều gật đầu. Cảm thấy những gì Diệp Bắc Minh nói rất có lý. Hỗn độn thể nói đúng lắm. Không hổ là hỗn độn thể, bình tĩnh mà chết, cho dù chết cũng sẽ chết một cách oanh liệt. Các người làm sao vậy? Vẫn là cảnh giới tế đạo cấp 9 sao? Đừng ức hiếp người quá đáng, muốn có máu thịt của hỗn độn thể thì phải đặt cược. Xung quanh võ đạo đài, một số tu võ giả trẻ tuổi phẫn nộ hét lớn. Những trưởng bối bên cạnh đều bị dọa cho dựng tóc gáy. Lập tức bịt miệng bọn họ lại. Ba người Tuyết Vạn Minh, Cổ Tranh Tiên, Lê Đạo Khung nhìn nhau. Ai nấy đều truyền âm. Bọn họ đều là nhân tinh, không thể nào lại bị vài câu của Diệp Bắc Minh lừa gạt. Tiểu tử này có chút kỳ quái. Lẽ nào hắn thực sự có thể đánh bại Tiêu Hùng? Không thể nào, Tiêu Hùng là cảnh giới tế đạo cấp 9, ngang với thực lực của chúng ta. Không nói Tiêu Hùng, đổi lại bất kỳ ai trong số ba chúng ta, ông nghĩ có thể bị tên tiểu tử này giết chết không? Hai người còn lại trả lời dứt khoát, năm mươi cho hắn thêm 1 tỷ năm nữa cũng không thể. Vậy không phải là được rồi sao? Tiểu tử này biết mình chắc chắn sẽ chết nên muốn chơi lớn một ván đây mài, ba người bọn họ đã có chủ ý trong đầu rồi. Được. Chúng ta cược, gật đầu cùng một lúc. Tuyết Vạn Minh giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm cổ màu đen. Một đế uy nhàn nhạt tỏa ra. Tổ Long Nhãn, binh khí đại đế bán thành phẩm của Tuyết tộc. Năm đó, khi một vị Long đế của Tuyết tộc chết,
đây là đạo khí của ông ta. Cho đến khi ông ta chết, vẫn chưa trở thành một binh khí đại đế hoàn chỉnh. Một ông lão kêu lên. Tuyết Vạn Minh ngạo nghề gật đầu, đúng vậy, chính là tổ long nhãn. Cổ Tranh Tiên cười lạnh một tiếng, giơ tay lấy ra một cái lọ màu đen. Một số tu võ giả có tu vi thấp hơn đều nhìn qua. A ha! Giây tiếp theo. Tất cả đều hét lên, đôi mắt nổ tung, tất cả đều sợ hãi. Đó là cái gì? Hố đen, ta nhìn thấy hố đen. Mấy tu võ giả hét lên thảm thiết. Hố đen, rít, lẽ nào là thâm uyên quán của cổ tộc? Không gian bên trong cái lọ này cực kỳ đáng sợ. Nghe nói nó có thể chứa mười mấy thế giới không gian. Một ông lão nhà họ Tiêu kêu lên. Cổ Tranh Tiên vẻ mặt đắc ý, nhà họ Tiêu vẫn có chút kiến thức. Vật này chính là thâm uyên quán, đồng thời cũng là binh khí đại đế bán thành phẩm. Tiểu tử, vật này đã đủ chưa? Diệp Bắc Minh gần như bật cười, đè nén một tiếng thở dài, ây. Tiền bối, đủ rồi. Lê Đạo Khung tùy ý ra tay, nếu bọn họ đều đã lấy ra binh khí đại đế bán thành phẩm rồi, vậy thì ta sẽ không lấy ra nữa. Vật này chính là bảo bối tối thượng của Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Chu. Diệp Bắc Minh cau mày, nhìn chằm chằm vào viên ngọc màu đen trong tay Lê Đạo Khung. Đen xì, không có bất kỳ dao động khí tức nào. Diệp Bắc Minh vẫn hoài nghi, tiền bối, vật này có thể so sánh với binh khí đại đế sao? Lê Đạo Khung hừ lạnh, tiểu tử, thật không có kiến thức. Mang theo Hỗn Nguyên Chu bên người, có thể khiến thần hồn của ngươi tự động tăng sát thương, hơn nữa còn có tác dụng nuôi dưỡng, rèn luyện linh hồn. Sau này nếu ngươi mở ra thần phủ sẽ có tác dụng. Bỏ đi, ta nói những cái này ngươi cũng không hiểu, cả đời này ngươi cũng sẽ không có cơ hội mở ra thần phủ nữa rồi. Lắc đầu. Hỏi lão tổ nhà ngươi đi. Diệp Bắc Minh nhìn Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên gật đầu, Minh Nhi, ông ta nói không sai. Tim Diệp Bắc Minh đập thình thịch, có thứ này hẳn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho thần hồn của 100 vị sư phụ của mình. Được, hắn gật đầu và đồng ý. Lập tức nói, được rồi, có ba thứ này đặt cược đủ để đưa Diệp Bắc Minh ta lên đường rồi. Không thiệt, không thiệt, ha 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 ha. Diệp Bắc Minh nghĩ tới chuyện buồn nhất trong đời mình. Chỉ có thể vắt kiệt được một chút nỗi buồn. Đừng phí lời nữa, khai chiến đi. Ba người Tuyết Văn Minh, Cổ Tranh Tiên, Lê Đao Khung giơ một tay lên. Tổ Long Nhẫn, Thâm Uyên Quán, Hỗn Nguyên Chu bay ra khỏi tay họ và lơ lửng trên võ đạo đài. Đợi đãi đột nhiên, một giọng nói khác vang lên, bất hủ tộc ta cũng muốn đánh cược. Diệp Bắc Minh suýt chút nữa bật cười thành tiếng, ha ha ha. Các người đúng thát là vội vã quá rồi. Bất hủ tộc ta, vẫn có người mắc bẫy. Diệp Quỳnh đưa một tay ôm trán, trời ạ, những người này thật sự là lão quái vật cảnh giới tế đạo cấp 9 sao? Tại sao có cảm giác như đầu họ ai nấy đều có vấn đề vậy? Giữa đám đông nhà họ Trần, Trần Vũ Nhu há hốc mồm. Những người còn lại của nhà họ Trần nhìn thấy người của bất hủ tộc đi ra. Tất cả đều không thể ngồi yên được nữa. Lão tổ, người còn chờ gì nữa? Diệp Bắc Minh chết chắc rồi, bây giờ đi chia miếng bánh đi. Lão tổ, chỉ cần đặt cược, ít nhất có thể lấy được một ít máu hỗn độn và mẫu thạch hỗn độn, cũng có thể bồi dưỡng một hỗn độn thể cho Tử Vi đế tộc. Đúng vậy, lão tổ, huyết tộc, cổ tộc, Hỗn Nguyên Tông, nhà họ Tiêu, bất hủ tộc đều đã đặt cược rồi. Các thành viên nhà họ Trần của Tử Vi đế tộc không ngừng thuyết phục. Chỉ cần là người trẻ tuổi, hai mắt đều đỏ như máu. Đôi mắt đẹp của Trần Vũ Phân cũng đỏ ngầu, lão tổ, người còn chờ gì nữa? Nếu bây giờ không lập tức đặt cược, đợi lát nữa khai chiến thì muộn rồi. Trần Vũ Nhu kinh hãi, lão tổ, đừng. Trần Vũ Phân quay lại, trừng mắt nhìn cô một cách hung dữ, Trần Vũ Nhu, cô đang nghĩ gì vậy? Đây là hỗn độn thể đấy, nhà họ Trần không dễ gì mới có được cơ hội này. Các huyết đế gia tộc khác đều đã đặt cược rồi. Nếu như nhà họ Trần không đặt cược, sau này mọi người đều bồi dưỡng ra một hỗn độn thể, còn nhà họ Trần thì không. Lão tổ, đến lúc đó nhà họ Trần có kết cục như thế nào, không cần con nói chứ. Sau khi nghe được những lời của Trần Vũ Phân, khuôn mặt già nua của Trần Thiên chỉ càng trở nên u ám hơn. Các huyết đế chủng tộc khác đều có hỗn độn thể, nhưng Tử Vi đế tộc lại không có, tất nhiên sẽ bị bỏ lại rất xa. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Trần Thiên chỉ tiến lên một bước, hướng tới võ đạo đài. Trần Vũ Nhu lao tới và ngăn Trần Thiên chỉ lại, lão tổ, đừng. Vũ Nhu, xem ra là bình thường ta khoan dung với con quá rồi. Sắc mặt Trần Thiên chỉ lạnh lùng, lúc này, con vẫn còn muốn ngăn cản ta, rốt cuộc con có ý gì? Trần Vũ Nhu nắm chặt Trần Thiên Trì, lão tổ, cầu xin người,
hãy nghe con. Diệp công tử nhất định sẽ thắng, nếu người đặt cược lúc này, chắc chắn là tự tìm đường chết. Hơn nữa, nói không chừng sẽ khiến cho nhà họ Trần vì chuyện này mà đắc tội với Diệp công tử. Nghe thấy điều này, những người trẻ tuổi nhà họ Trần ai nấy đều như nổ tung. Trần Vũ Nhu, ý cô là gì? Tử vi đế tộc ta lẽ nào lại sợ đắc tội hắn? Một người chết thì có gì mà phải sợ? Đúng vậy, cho dù là so sánh với nhà họ Diệp, nhà họ Trần chúng ta mà kém sao? Tất cả những người trẻ tuổi này đều cười lạnh. Trên võ đạo đài, ông lão bất hủ tộc đó lấy ra một cục bất hủ đế kim, nói, bất hủ đế kim, một loại nguyên liệu dành riêng cho binh khí đại đế. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xin lỗi, vật này đối với ta là vô dụng. Bất hủ võ nói, vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, ta muốn mấy cấp cuối cùng của thuật hư không? Trước đây tại cấm địa của bất hủ tộc, hắn mới chỉ nhìn thấy mấy cấp độ đầu tiên của thuật hư không. Mấy cấp sau, hẳn vẫn không biết. Trong mắt bất hủ võ bùng phát một hàn ý, tiểu tử, người thèm muốn thuật hư không của tộc ta sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, một người sắp chết như ta, muốn để thuật hư không tiễn ta đi, không được sao? Ha 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 hai, bất hủ võ cười nói, được, lão tổ thỏa mãn ngươi. Nếu như ngươi có thể sống sót từ võ đạo đài đi xuống, có thể đi tới bất hủ tộc của ta, xem thuật hư không hoàn chỉnh. Nói xong, bất hủ võ xoay người quay lại đám đông. Còn ai muốn tham gia đặt cược nữa không? Diệp Bắc Minh đứng trên võ đạo đài, liếc nhìn các tu võ giả ở tám phương tứ hướng, bất kỳ thế lực, cá nhân nào cũng đều có thể tham gia, không cần những thứ đẳng cấp như binh khí đại đế. Chỉ cần là bảo vật hiếm có, đều có thể tham gia. Nếu ta chết trên võ đạo đài, có thể đổi lấy một giọt máu và một sợi tóc của ta. Một số tu võ giả phía dưới võ đạo đài đỏ mắt, chúng ta cũng có thể tham gia sao? Giây tiếp theo, xông lên. Vô số người lấy ra bảo bối trong tay, ở đây ta có một viên long nguyên của tổ long. Còn có ta, địa nhũ chi tinh, 10 tỷ năm mới ngưng tụ được một giọt, ta có một bình ở đây. Thiên uẩn đan, có thể cường hóa thể chất. Cực băng viêm, chỉ đứng sau dị hỏa, hiếm thấy trên thế giới. Vô số người xông tới. Bảo vật được ném khắp võ đạo đài như thể không tốn tiền. Tiêu Hùng hét lớn, tức giận nói, Diệp Bắc Minh, coi như ta đã biết ngươi có ý gì rồi. Ngươi biết mình chắc chắn phải chết, cho nên lựa chọn chia máu thịt của mình cho mọi người đúng không? Ngươi muốn nhà họ Tiêu ta cho dù thắng cũng không được gì. Còn ngươi thì chết một cách oanh liệt, lưu danh thanh sử, nằm mơ đi. Tiêu Hùng mỉm cười, giống như có thể nhìn thấu tâm tư của Diệp Bắc Minh, từ lúc này trở đi, bất cứ ai cũng không được phép tham gia đặt cược nữa. Các ngươi cút ra cho tô, ông ta hét lên giận dữ. Toàn bộ tu võ giả lao về phía võ đạo đài đều bị đánh bay, phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy cảnh này, Trần Vũ Phân lo lắng, đôi mắt đỏ ngầu, hét to, lão tổ, trận chiến sắp bắt đầu rồi. Con khốn Trần Vũ Nhu lại vẫn đang ngăn cản người, cô ta chắc chắn không có ý tốt. Vũ Nhu, tránh ran. Trần Thiên Trì ra lệnh. Trần Vũ Nhu vẫn nắm chặt tay Trần Thiên Trì, lão tổ, đừng. Cút. Trần Thiên Trì hoàn toàn tức giận, hất tay một cái. Một sức mạnh vô tình ập đến. Trần Vũ Nhu phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Lăn ra và ngã mạnh xuống đất. Hoàn toàn bất tỉnh. Vào giây phút cuối cùng, Trần Thiên Trì lao tới võ đạo đài và lấy ra một lò luyện đan, vật này tên là Tử Vi Đấu Đỉnh. Nó là một chiếc đỉnh luyện đan do Tử Vi Đại Đế khi còn sống để lại. Dựa theo cấp bậc luyện chế binh khí đại đế, tuy rằng không phải vũ khí, nhưng là một đan đỉnh vô thượng. Sử dụng chiếc đỉnh này để luyện đan, chất lượng của đan dược có thể được tăng lên rất nhiều. Lấy đan đỉnh này để đặt cược. Nếu như Diệp Bắc Minh chết trong trận chiến, Tử Vi đế tộc chúng ta muốn một cánh tay của hắn. Tiêu Hùng hoàn toàn tức giận, me kiếp, Trần Thiên Trì, ông có ý kỳ. Trần Thiên Trì nheo mắt, Tiêu Huynh, nhà họ Trần chúng tôi không thể có được một phần trong chiếc bánh sao. Nếu không cho ta đặt cược, vậy thì sau này ta không dám bảo đảm có ra tay cướp người hay không đâu. Ông, Tiêu Hùng nghiến răng nghiến lợi, ông ta tin Trần Thiên Trì có thể vì hỗn độn thể mà làm ra được. Hiện trường đã đủ hỗn loạn rồi. Ông ta không muốn gây ra chuyện gì phức tạp nữa, chỉ muốn nhanh chóng giết chết Diệp Bắc Minh. Được Tiêu Hùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trần Thiên chỉ bỏ lại Tử Vi Đấu Đỉnh ở phía sau, hài lòng quay trở lại đám đông, lộ ra nụ cười như kẻ thắng cuộc. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cười nói, xem ra không có người đặt cược nữa rồi, như vậy thì trận chiến có thể bắt đầu rồi chứ. Tiêu Hùng nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ hung dữ, tiểu tử, ngươi đã không đợi được nữa, muốn chết trong tay ta sao? Được rồi,
Trận chiến giữa Tiêu Hùng và Diệp Bắc Minh ở võ đạo đài bây giờ sẽ bắt đầu. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Gào, tiếng rồng gầm vang lên. Thuật hư không, đạo đài luân hồi, cực đạo tự tại công cùng lúc được sử dụng. Sức chiến đấu của Diệp Bắc Minh đột nhiên đạt đến trạng thái đỉnh cao. Không ai kịp phản ứng, Diệp Bắc Minh xuất hiện ở trước mặt Tiêu Hùng. Sắc mặt Tiêu Hùng thay đổi mạnh mẽ, thân là người có liên quan, ông ta có thể cảm nhận được tốc độ kinh hãi của Diệp Bắc Minh, tung ra một cú đấm vào đầu ông ta. Tốc độ nhanh quá, sức mạnh lớn quá. Tiêu Hùng muốn ra tay. Nhưng ông ta lại kinh hãi phát hiện tốc độ của mình quá chậm. Căn bản không kịp nữa. Tiêu rồi. Cú đấm được phản chiếu trong đồng tử ông ta, và trong vòng 0,000001 giây, bang. Một tiếng nghèn nghẹt. Đầu của Tiêu Hùng nổ tung. Một cái xác người đàn ông không đầu rơi thẳng xuống. A, a. Xung quanh võ đài, đám đông phát ra một tiếng hét chói tai. Giây tiếp theo. Tất cả mọi người trợn trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, giống như đang nhìn một con quái vật vậy. Tiêu Hùng bị Diệp Bắc Minh một đấm đánh nổ tung đầu. Trận chiến chết tiệt này vừa mới bắt đầu. Tiêu Hùng thậm chí còn không có cơ hội ra tay. Làm sao có thể? Mọi người điên cuồng dụi mắt, hết lần này đến lần khác, không thể tin được, nhìn chằm chằm vào võ đạo đài rộng lớn. Mẹ ơi! Vẻ kiêu ngạo trên mặt Trần Vũ Phân đã biến mất, cô ta sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Cái gì? Ba người Tuyết Vạn Minh, Cổ Tranh Tiên, Lê Đạo Khung vừa quay trở lại chỗ ngồi ngồi xuống thì lại kinh ngạc đứng ngay dậy. Hít, không phải chứ. Bất Hủ Võ hít một hơi lạnh. Đây, Trần Thiên chỉ càng sửng sốt hơn, sợ hãi đến mức gần như hét lên, Vũ Nhu. Những gì Vũ Nhu nói lại là sự thật. Quay đầu nhìn lại, Trần Vũ Nhu đang nằm trên mặt đất, đã bất tỉnh từ lâu, còn ngây ra đó làm gì. Mau cứu người đi. Chết thật đáng sợ đấy. Ha 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 ha. Diệp Thí Thiên cười đến sắp nhảy cả lên. Chấm, Minh Nhi, niềm vui bất ngờ mà con dành cho ta, chết. Hay, Thánh Tử vô địch. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh vô địch. Phía nhà họ Diệp là một cảnh sôi sục, hiện trường thật hỗn loạn. Cổ Nhất Minh kinh hãi đứng lên, tim đập loạn xạ, nhìn chằm chằm thân ảnh trên võ đạo đài, không thể nào. Làm sao có thể chứ, tiểu tử này, một đấm giết chết một cảnh giới tế đạo cấp 9. Cho dù là ta, trừ phi sử dụng thủ đoạn đó. Nếu không thì tuyệt đối không thể làm được. Ta biết, thuật hư không đánh lén, cộng thêm toàn bộ sức mạnh bùng phát trong nháy mắt, khiến Tiêu Hùng kinh ngạc không kịp ra tay. Tiêu Hùng cũng căn bản không ngờ tiểu tử này lại dùng chiêu đó, cho nên thuyền lật trong mương, nhất định là như thế. Trong lòng sớm đã dâng lên một làn sóng hoảng sợ cực lớn. Chỉ có một mình Diệp Quỳnh vẫn lặng lẽ ngồi đó. Cho dù ở trong vô căn chỉ địa, đã thấy Diệp Bắc Minh mạnh mẽ giết chết 4 vị đại đế chuyển thế. Lúc này lại thấy hắn một đấm đánh nổ tung đầu của một cảnh giới tế đạo cấp 9. Cô vẫn bị sốc như vậy, 10 ngón tay bám chặt vào tay vịn của ghế có chút nhợt nhạt. Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, người đánh lén. Một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ vang lên, một thần hồn bay ra khỏi cơ thể Tiêu Hùng, ngưng tụ thành hình dáng của Tiêu Hùng. Diệp Bắc Minh mỉm cười ý tứ, đánh lén. Cuộc chiến trên võ đạo đài đã bắt đầu. Ông và ta đối đầu trực diện, là tự ông phản ứng không kịp. Sao có thể nói là ta đánh lén chứ? Tốt nhất là ông nên lên đường đi, lắc đầu, dậm chân một cái, điên cuồng xông lên. Ngươi, ngươi dám? Tiêu Hùng hoàn toàn sợ hãi, đến mức giọng nói trở nên méo mó. Thân thể đã bị hủy diệt, ông ta căn bản không thể là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Xoay người bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi võ đạo đài. Không có sự lựa chọn. Xung quanh võ đạo đài, để ngăn chặn trận chiến ảnh hưởng đến bên ngoài. Một bức màn ánh sáng trận pháp cấp đế đã được thắp sáng. Thần hồn đập vào bức màn sáng, bang, một tiếng, cực kỳ thảm hại. Cứu ta, mau cứu ta, Tiêu Hùng rên rỉ không chút tôn nghiêm. Tôn nghiêm, làm sao quan trọng bằng mạng sống? Một khi thần hồn bị tiêu diệt, cuộc sống của ông ta sẽ không còn nữa. Tên súc sinh, người còn không dừng tay. Từ trong nhà họ Tiêu, hai bóng người đột nhiên lao ra. Một ông lão ăn mặc như đạo nhân. Một bà lão chống gậy đầu rắn. Diệp Thí Thiên lạnh lùng quát, Tiêu Lục Quốc, Tiêu Anh. Đây là trận chiến trên võ đạo đài, lẽ nào nhà họ Tiêu các người muốn phớt lờ quy tắc võ đạo của toàn thiên hạ hay sao? Sắc mặt của hai người cực kỳ lạnh lùng, nhìn chằm chằm võ đạo đài. Tất cả điều này, Diệp Bắc Minh giống như không nghe thấy, trực tiếp đuổi theo thần hồn của Tiêu Hùng, tung ra một cú đấm. Bát, phần thiên chi diễm lao ra khỏi cơ thể, ngưng tụ thành một con rồng lửa. Hướng về thần hồn của Tiêu Hùng. A, trong khoảnh khắc bị phần thiên chi diễm chạm vào,
Tiêu Hùng liền hét lên thảm thiết. Thần hồn bị thiêu đốt, đừng mà, ta không thể chết. Tiêu Hùng cực kỳ quả quyết, trực tiếp cắt đứt một nửa thần hồn, thân ảnh gần như trong suốt, nhanh chóng rút lui. Ông lão ăn mặc như đạo sĩ, Tiêu Lục Quốc vô cùng tức giận, tên súc sinh, ta thấy ngươi chán sống rồi. Ngươi thật sự muốn tiêu diệt một cảnh giới tế đạo cấp 9 của nhà họ Tiêu sao? Tiêu Anh cầm chiếc gậy đầu rắn trong tay, gầm lên, tên súc sinh, còn không dừng tay. Diệp Bắc Minh vẫn không để ý tới. Sau khi đuổi kịp thần hồn của Tiêu Hùng, phần thiên chỉ diễm lại rơi xuống. Ahhh, quan tâm quy tắc gì chứ, cứu người đi. Tiêu Hùng hoàn toàn sợ hãi rồi. Lại một lần nữa cắt đứt một nửa thần hồn, ông ta sắp chết rồi. Nếu phần thiên chỉ diễm lại tấn công, ông ta nhất định sẽ chết. Lúc này, Diệp Bắc Minh lại một lần nữa mang theo phần thiên chi diễm truy đuổi tàn nhãn, khiến Tiêu Hùng sợ hãi, thậm chí liều mạng. Tên súc sinh, người thật sự không sợ chết à? Tiêu Lục Quốc vô cùng tức giận. Thần niệm dao động kịch liệt, hướng về sâu trong nhà họ Tiêu. Giây tiếp theo. Vút. Một thanh âm xé rách không khí vang lên, xuyên qua thời gian, không gian, gần như trong nháy mắt rơi vào trong tay Tiêu Lục Quốc. Quỳnh. Một áp lực vô song bùng nổ tứ phía, sức mạnh của đại đế vô lượng thước. Tim mọi người co rút lại, vội vàng lùi về phía sau. Tiêu Lục Quốc vung tay lên, vô lượng thước quét về phía võ đạo đài. Rắc, một tiếng, bức màn sáng bảo vệ võ đạo đài nổ tung, đế uy tràn vào. Diệp Bắc Minh cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng rút lui. Giây tiếp theo. Bang, giang. Võ đạo đài nứt vỡ, một vết nứt cực kỳ kinh khủng đã cắt đôi võ đạo đài. Trải rộng ra, giống như để lại một hẻm núi không đáy. Vút, vút. Hai người Tiêu Lục Quốc và Tiêu Anh đứng trước thần hồn của Tiêu Hùng, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, tên súc sinh, ngươi cũng thật to gan đấy. Lại dám giết người thật, bảo ngươi dừng tay, ngươi còn dám tiếp tục ra tay. Ngươi muốn chết à? Câu cuối cùng, Tiêu Lục Quốc gần như gầm lên, mang theo ý hỏi tội. Diệp Thí Thiên tiến lên đứng trước mặt Diệp Bắc Minh, Tiêu Lục Quốc, nhà họ Tiêu các người được lắm. Rất được. Ánh mắt của ông ta cực kỳ lạnh lùng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Diệp Bắc Minh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, trên võ đạo đài, chiến đấu công bằng. Nếu ông ta giết tôi, các người có ngăn ông ta lại không? Ánh mắt Tiêu Lục Quốc sầm xuống, không ngờ Diệp Bắc Minh lại dám phản bác, tên súc sinh, ngươi còn có lý phải không? Đây là cảnh giới tế đạo cấp 9 của nhà họ Tiêu ta, nếu ngươi giết ông ta thì sẽ thế nào? Sẽ có hậu quả là gì? Ngươi có biết không? Diệp Thí Thiên cười lạnh. Hỗn độn thể của nhà họ Diệp ta không đáng giá hơn cảnh giới tế đạo cấp 9 của nhà họ Tiêu các ngươi sao? Loại vô dụng như Tiêu Hùng, đến một cảnh giới đại năng cấp 9 như Minh Nhi nhà ta còn không đánh lại được. Loại vô dụng này, bảo vệ hắn làm gì? Thật mất mặt. Thần hồn của Tiêu Hùng kịch liệt dao động, Diệp Thí Thiên, mẹ kiếp, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Nói lại lần nữa thì sao? Vô dụng. Diệp Thí Thiên cực kỳ kiêu ngạo, không chỉ có ngươi là đồ vô dụng. Cả nhà họ Tiêu đều là đồ vô dụng. Cảnh giới tế đạo cấp 9 đánh không lại, còn dùng đến binh khí đại đế. Người trong toàn thiên hạ đều đang nhìn đấy, nhà họ Tiêu thật sự không biết xấu hổ. Tiêu Hùng đã chết, hắn cũng chỉ là một kẻ vô dụng, các ngươi không biết xấu hổ, vậy thì chính là một lũ vô dụng. Mỗi một từ, đầu giống như một con dao, đâm vào trái tim của từng người trong nhà họ Tiêu. Mẹ kiếp, lão tổ nhà họ Diệp dữ dội như vậy sao? Mọi người đều sửng sốt, trợn tròn mắt. Cảm ơn bạn đã đến ngày hôm nay. Nếu không, cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy một bức tranh tuyệt vời như vậy. Mọi người trong nhà họ Tiêu đều tái mặt vì tức giận. Tiêu Lục Quốc cầm vô lượng thước trong tay, hơi run lên, Diệp Thí Thiên, mẹ kiếp, người muốn gây chiến phải không? Trước binh khí đại đế còn dám kiêu ngạo như vậy. Vô lượng thước rung lên. Quỳnh, 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 toàn bộ trời đất rung chuyển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.